Rồi. Anh nói mỗi ngày anh vừa đi cái gì đây? Comfort khuyến khích người dân bảo vệ môi trường lên cái bao sử dụng nha. Đó. Khách hàng của quý vị là quăng nguyên cái bao Comfort xuống nước luôn vậy đó. Cái đấy nó ít. Yếu nhiều nhất á. Rác nhiều nhất là biết cái gì không? Mì gói hay gì đó. Không phải mì gói. Mà là cái vỏ trà sữa. À, vỏ trà sữa. Trời ơi, trà sữa Dr. Thanh đó ha. Sữa là nhiều nhất. Trà sữa thì mong mọi người uống trà sữa thì phải tiết kiệm phước báo. Dọn vậy, luôn những cái phần của mình. Với lại nhà sản xuất mấy cái lon trà sữa đó đó, làm ơn ghi lên đừng có vứt rác thải nhựa xuống nước. Để ý thức người ta uống xong người ta nhìn vô đó người ta không quăng bậy bạ nữa. Cái này cái gì nhỉ? Cá cháo. Ê, con cá cháo là thả liền á anh, chứ để hồi nó bị chích á. Rồi thả liền ai về bật tự nhớ đi. Không, anh bắt ra luôn đi. Bắt luôn hả? Đó anh đưa anh chụp. Rồi thả đi, thả luôn đi ai về bật. Đó. Đẹp quá ai về bật. Con cá đó là cá ăn tảo á nha, nó không có ăn thịt. Hay quá ha, cá tráo ha. Người nó xương không à. Mà nó đẹp quá ha. Cá tráo. Cháo cháo. Có cá đó gọi là meal fish. Cá tráo. Là cá sữa. Cá. Tiếng Anh của nó. Là một con cá cháo. Con nói là nhiều anh, một lạng hả? Hả? Rồi. Một con cá cháo lạng rưỡi. Nó. Anh nói hai lạng, mình nói lạng rưỡi thôi. Tại nghiệp anh không? Không. Anh phụ cũng xanh nửa lạng luôn nha anh. Làm công đức cho gia đình của mình bình an. Anh cũng được đi công đức. Ông bà cha mẹ tổ tiên hưởng con cháu 1,5 cá cháo. Mày mày phúc hậu quá trời luôn. Nãy nhìn tưởng anh là người ở bên Ấn Độ á. Giống người Ấn Độ. Không giống người Việt Nam chút nào. Ở bên Ấn Độ. Mặt mày quá chuẩn. Làm được một việc thiện thì trên khuôn mặt có một cái hảo như vậy. Ngàn việc thiện. Hãy làm một việc thiện đó nè anh, một miếng mốt cơ. Con mốt này mình cũng lập lên luôn hả? Nó là nhựa mà. À dạ. Lượm về đốt. À gì đó. Thay củi.